Minhyejin từng là giám đốc sáng tạo của SM Entertainment, nơi cô chịu trách nhiệm xây dựng thương hiệu của các nhóm như SNSD, Cine, FX, EXO và Red Velvet. Hiện tại, cô đang làm quản lý nhóm nhạc nữ NewJeans tại Adore. Nóng nhất mạng xã hội hiện tại là cuộc đấu tố giữa tập đoàn giải trí hàng đầu YB và Minhyejin, nữ CEO tạo nên NewJeans. Thông tin bắt đầu lan truyền sáng 22 tháng 4, ban điều hành Adore và Minhyejin bị YB điều tra, yêu cầu từ chức do có âm mưu chiếm quyền quản lý, làm lộ bí mật kinh doanh. Hiện YB đang sở hữu 80% cổ phần của Adore, 20% còn lại do ban giám đốc Adore nắm giữ, riêng Minhyejin đã được cấp 18% vào năm 2023. Tranh chấp quyền quản lý giữa người phụ nữ làm nên thành công của NewJeans với tập đoàn giải trí lớn mạnh nhất hiện tại khiến dân tình đứng ngồi không yên. Cùng chiều, Minhyejin và Adore đưa ra phản hồi bác bỏ việc bị triển khai kiểm toán từ YB, hé lộ xung đột bắt nguồn từ tranh cãi đạo nhái của các công ty con trong tập đoàn. Minhyejin khẳng định YB đạo nhái NewJeans cho nhóm nhạc nữ mới Elite. Công bố của Adore đã đả kích mạnh đến hình ảnh Elite và khiến NewJeans ngập trong tranh cãi. Một mình đấu tố với YB, Minhyejin khiến dân tình tò mò danh tính, vậy người phụ nữ này là ai? Sinh năm 1979, Minhyejin là gương mặt quyền lực của K-pop trong những năm gần đây. Trước khi là CEO của Adore, Minhyejin làm giám đốc sáng tạo của SM trong 11 năm và tạo ra hàng loạt concept độc nhất vô nhị cho SNSD, FX, Cine, Red Velvet, EXO. Cô được ví như ngân hàng ý tưởng của SM, góp phần tạo nên xu hướng mới cho thiết kế bìa, poster và phong cách chủ đạo của album. Minhyejin được giới chuyên môn ghi nhận nhờ khả năng biến hóa toàn bộ quá trình từ lên kế hoạch, sản xuất và quảng bá thành câu chuyện bằng hình ảnh đầy hấp dẫn. Thành công của SNSD và Cine đều có sự nhúng tay của Minhyejin, concept sặc sỡ với những chiếc skinny jean nhiều màu giúp SNSD trở thành cô gái thời đại thực thụ trong MV ghi là ý tưởng của Minhyejin. Với Cine, cô biến hóa đa dạng nhiều thử nghiệm ngay từ khi nhóm còn là tân binh. Minhyejin hướng Cine theo cảm hứng thần tượng phi thần tượng. Mọi thứ của Cine từ poster, các video trailer, bìa album đều ẩn chứa thông điệp qua từng chi tiết. Nhóm nhạc gắn liền với tên tuổi Minhyejin nhiều nhất tại SM là FX. Trong suốt những năm đồng hành cùng năm cô gái, Minhyejin đã biến FX trở thành nhóm nhạc độc đáo nhất nhì K-pop. Concept của FX biến hóa đa dạng, trải dài từ retro, punk, rock. Đến với Red Velvet, Minhyejin gây dấu ấn đặc biệt với Red Flavor và Peekaboo. Concept mùa hè rực rỡ lấy cảm hứng chủ đạo là những lát cắt trái cây đã gây sốt hè 2017, mang đến Summer Song nước tiếng cho Red Velvet. Cùng năm, Peekaboo mang lại cảm giác đối lập khi xây dựng MV thành căn hộ mùa đông. Ngoài ra, loạt album như Bad Boy, Russian Roulette cũng được đánh giá tích cực cao về hình ảnh và câu chuyện phía sau, làm nên danh xưng nữ hoàng concept Gen 3 cho Red Velvet. Biến hóa đa dạng và linh hoạt trong các ý tưởng, Minhyejin chọn con đường độc đáo, phá cách và đi khỏi khuôn khổ thông thường. Những sản phẩm do cô làm nên đều ẩn chứa nhiều thông điệp, bí ẩn và khơi gợi sự tò mò. Thời điểm Minhyejin rời SM, nhiều fan nhận định đây là sự mất mát lớn của công ty. Về với tập đoàn giải trí nổi tiếng kém duyên với các nhóm nhạc nữ, YB thành công vang dội cùng BTS nhưng chưa xây dựng được girl group xứng tầm. Minhyejin lại mang đến một NewJeans thành công vượt trội cho YB, ấp ủ ý tưởng trong 3 năm, những thử nghiệm đã gặt được quả ngọt. Năm 2021, YB đầu tư 300 tỷ đồng cho Minhyejin lập công ty con Adore, đồng thời cho ra mắt nhóm nhạc nữ NewJeans. Tại đây, Minhyejin được quyền quyết định và quản lý tất cả từ chiến lược, sản xuất cho đến quảng bá nghệ sĩ. Tháng 7 năm 2022, NewJeans debut theo cách không giống ai. Minhyejin đánh úp với màn giới thiệu nhóm bằng một MV dài 5 phút, không trailer, không hình ảnh teasing. Thời điểm ấy, dân tình như phát cuồng bởi làn gió quá đỗi mới lạ. NewJeans, năm cô gái được cơn bão I2K đến Hàn Quốc và khiến người ta không thể phớt lờ. Nhóm nữ được thay nghén bởi Minhyejin thành công ngay sản phẩm đầu tay, sau đó là liên hoàn hit đạt Perfect All Kill, tạo trend vũ đạo toàn cầu. Chỉ trong năm đầu hoạt động, NewJeans đã mang về hàng loạt thành tích âm nhạc choáng ngợp. Nhóm nữ 5 thành viên chiếm lĩnh nhạc số toàn cầu, được các tạp chí âm nhạc hàng đầu đánh giá cao và càn quét Daejeon ở các lễ trao giải cuối năm 2023. NewJeans phủ sóng từ Hàn Quốc đến Mỹ, Nhật, đặt chân qua mọi thị trường âm nhạc lớn nhất. Sau khi BTS nhập ngũ, NewJeans chính là nhóm nhạc chủ lực được YB push trên mọi mặt trận. Sự thành công của NewJeans đưa Adore trở thành công ty con tiềm năng nhất của tập đoàn, dù chỉ quản lý một nghệ sĩ. Sau khi ra mắt NewJeans, doanh thu của Adore đã tăng từ 18,6 tỷ won lên 110,3 tỷ won trong một năm. Doanh thu tăng trưởng gần 100 tỷ won chỉ bằng việc ra mắt một nhóm nhạc trực thuộc. Đứng sau công thức thành công của NewJeans chính là Minhyejin, cựu giám đốc sáng tạo SM, dành mọi tài nguyên tích lũy để xây dựng một ekip hùng hậu làm sản phẩm cho NewJeans. Theo đó, Minhyejin là người quyền lực nhất tại Adore. Trong cuộc đấu tố với YB, truyền thông Hàn hé lộ các nhân vật Adore bất chấp rủi ro để cùng Minhyejin tách khỏi tập đoàn. Một đại diện trong ngành âm nhạc cho biết, Minhyejin dường như được tôn thờ khi ở Adore.